Hello, xin chào tất cả các anh chị em. Mình là Honey, là giảng viên chính của trung tâm đào tạo nước mi Honey, trung tâm đào tạo nước mi uy tín nhất Sài Gòn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các anh chị những cái dáng mi phù hợp với từng cái khuôn mắt như thế nào để cho các anh chị có thể chọn một cái dáng thật là đẹp dành cho khách hàng của mình. Và cái video này nó sẽ không mất nhiều thời gian của các anh chị đâu, nên là các anh chị mình nhớ coi cho hết cái video này nha các anh chị. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh chị bài lý thuyết số 4 là bài các dáng mi phù hợp với từng khuôn mắt ha. Đây là dáng mắt nhỏ một mí nè, dáng mắt này là dáng mắt sợi nè, dáng mắt này là dáng mắt xệ nè. Thì đầu tiên là mình sẽ tìm hiểu về dáng mắt nhỏ một mí trước anh chị ha. Rồi nhỏ một mí nè, thì trong quá trình mình làm khách thì sẽ có nhiều trường hợp mà khách người ta mắt như thế này ha. Đa phần mình sẽ sử dụng kỹ thuật là 1D và 4D, hay còn gọi là Calax Shift và Volume 2D, 3D và 4D ha anh chị ha. Rồi, đối với dáng mi thì là mắt nhỏ thì mình sẽ làm dáng gì? Dáng baby doll để cho nó tạo hiệu ứng to tròn ra ha. Mắt nhỏ này mà đừng có làm dáng cắt tay nha, dáng cắt tay nó dày, nó nhỏ thêm nha anh chị nha. Rồi, đối với độ cong thì mình sẽ sử dụng là độ cong C, CC và D ha. Nhớ là mình phải tư vấn cho kỹ nha. Mình có thể sử dụng độ cong C, CC và D. C, CC là cong ít, còn D là cong nhiều. Thì khách muốn cong nhiều thì mình sử dụng cong D, còn cong ít thì mình sẽ sử dụng cong C và CC ha. Còn độ dài là dưới 12mm thì đối với mắt này thì mình có thể nói được size 12, 11, 19 ha. Đừng có nói dài quá nha anh chị nha. Dài quá nó càng sụp nó sẽ càng nhỏ nữa ha. Dáng mắt sụp này là trong quá trình mình làm sẽ rất là khó. Khi mà khách người ta nhắm mắt lại là hầu như đa phần những cái lông mi của người ta nó sẽ chỉ xuống rất là nhiều, nên là quá trình mình làm mi cũng sẽ rất là khó ha anh chị ha. Rồi, đối với cái kỹ thuật của cái dáng mắt này cũng sẽ là kỹ thuật 1D và 4D. 1D là thả xếp, còn 4D thì là volume, 4D là 3D, là 2D ha. Rồi, đối với cái mắt này thì mình có thể sử dụng được dáng là fast eye ha, fast eye yếu hoặc là cắt tay khỏe. Còn đối với độ cong thì mình có thể được sử dụng độ cong là C, CC, D và U. Đó, cái tiếp theo là mắt sệ. Nè, các anh chị thấy không? Thường là mắt sệ là cái phần này của khách này nó đi xuống như thế này. Đó. Rồi, đối với cái mắt này thì mình sẽ sử dụng kỹ thuật là 1D và 4D luôn. Thì có thể là thẳng axis hoặc là 2D, 3D và 4D. Rồi, ha. Đối với cái dáng mi này thì mình có thể sử dụng được dáng cast A, mình đá đuôi lên xíu, hoặc là dáng baby doll đều được như các anh chị. Tại vì nó sẽ đi sệ phần này. Cũng có thể là mình sẽ nói baby doll được luôn. Tại vì baby doll thì nó sẽ làm cái mắt người ta to hơn. Nhưng mà cái phần này mấy anh chị đá luôn một xíu thì mình có thể làm là những cách này ha. Còn đối với độ cong thì mình sẽ làm độ cong B, C và D ha. Còn độ dài thì mình sẽ làm dài hơn so với lông mi thật của khách là 1mm hoặc 2mm. Honey vừa chia sẻ cho các anh chị những cái dáng mi phù hợp với từng cái khuôn mắt rất là thông dụng để cho các anh chị có thể làm trong salon của mình. Mà các anh chị thích cái video này thì nhớ bấm cho Honey một nút like nha. Và đừng quên là chia sẻ cái video này cho bạn bè của các anh chị mình cùng biết nữa. Hẹn gặp lại các anh chị ở những cái video tới. Bye bye.